Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Video này mình sẽ cầm 22 củ anh em ạ. Rồi, anh em có yêu cầu rất là nhiều cho mình ấy, mà mình cũng không trả lời hết anh em bên Telegram đâu. Tại vì bên bình luận bên Youtube ấy thì anh em lại không bình luận. Mà anh em lại yêu cầu rất là nhiều soạn tin trên Telegram cho mình ấy mà TV ram thì mình uh, cũng không xem được ấy, anh em ạ tại vì anh em rất là nhiều anh em ạ ok nhá à, uh, như mình nói ấy, có nhiều bạn nói cho mình là sao mà mình chơi game mà nhiều lúc mình rất là đem như các bạn đúng chơi game thì chắc chắn là phải đem rồi anh em ạ Đấy, và cũng có nhiều bạn nói cho mình là mình sẽ tép mình sẽ tép lại cái trò thử như này đi ok nhá mình sẽ chia thời gian để tết cho anh em xem bây giờ thì mình sẽ tết số vốn mà cũng là vốn không không phải vốn lớn quá anh em ạ vốn thường thường thôi anh em nhé mình sẽ tích vốn 90k anh em nhé rồi mình sẽ cho auto mình sẽ uh, lại test tại vì anh em nói cho mình là nhiều anh em mới chơi mà rất là thích cái trò thuê hử này mà mình có thích đâu anh em ạ mình sẽ chia thời gian ra để tết cho anh em nhá uh, mình sẽ chơi mình chơi 7 phút thì mình sẽ chơi uh, mình sẽ chơi đến 3 phút là mình sẽ chạy đi anh em nhá rồi nó vẫn bình thường cả anh em ạ mình như mình nói cho anh em mấy cái trò nổi hú này là mình không thích chơi đâu anh em ạ nhưng mà như mình nói chắc là mỗi người có một cái sở thích riêng anh em ạ ok nhá anh em yêu cầu nhiều quá rồi mình mới làm đấy anh em ạ còn mà bên chia xe thì anh em mà nói chung là anh em cũng không yêu cầu rồi tại vì bên đấy thì hầu như là ngày nào mình cũng chơi cho anh em xem và hầu như là mình hôm nào mình cũng nói về những mẹo mà tránh anh em ạ ôi rồi là lố mẹ rồi Ôi giời, có mỗi vắt là an 270k anh em. À, cũng được. Có nghĩa là nó gần nhân 2 anh em, gần nhân 2 thôi nhé. À, lại ăn. Để xem là mình chơi trong vòng 4 phút, ô 200k anh em ơi, cũng ngon đấy. Mình sẽ chơi trong vòng tầm 3 phút rồi đến 4 phút xem là nó có nổ hũ không anh em ạ. Ui giời, ăn nhiều thế mà cũng 80k thôi nhé. Nói chung là trò nổ hũ thì mình không thích cho lắm anh em ạ. Mình không thích cho nên là mình cũng ít khi chơi thôi anh em ạ. À lần đầu tiên được 500k anh em ạ. Anh Em cứ nghĩ đi. Mình nói thật cho anh em là những cái trò nổ hũ ấy à, nó sẽ à, dễ chơi hơn anh em ạ. À không, mấy cái trò nổ hũ thì à, nó dễ chơi nhưng mà kiểu nhưng mà nó chỉ may mắn thôi anh em ạ còn anh em nào mà nếu mà anh em nào biết thuật 8 ấy thì nghe nên mình khuyên anh em rằng anh em nên chơi những cái trò mà chúng ta đặt cược đi nhưng mà thì mấy cái trò đó thì mặc dù ok 250 k nhá mấy cái trò đó thì chúng ta biết ở đâu ở đâu thì chúng ta có thể đặt cược anh em còn mấy cái này là chúng ta không đặt cược được anh em nhá rồi chưa thôi anh em ơi chưa thôi nhá vẫn bình thường nhưng mà vẫn bình thường đấy bây giờ mình vẫn không lái cái gì cả mà vẫn... vẫn cây cũ nhỉ mà đấy bây giờ thua dầm rồi đấy, anh em ạ 180 k rồi mình sẽ cố gắng chơi tròn 4 phút là mình sẽ à, chạy đi nha à, mình sẽ chạy đi anh em ạ mình nói cho anh em rồi game nó dễ ăn cái nào nó dễ ăn thì mình chia sẻ cho anh em hết rồi còn cái nào mà nó khó ăn thì mình cũng chia sẻ cho anh em chia sẻ để anh em là anh em tránh không nên chơi những trò đó đấy nhưng mà vì sao anh em mình nói anh em có xem đâu anh em có xem video của mình và anh em có tham khảo đâu chứ anh em cứ suốt ngày vào xin cốt anh em ạ ok mình sẽ dừng anh em nhé tắt anh em ạ không được thì nghỉ thôi anh em ạ chạy thôi đấy bây giờ thì chả giống như ban đầu anh em ạ Đã, cho nên là những bạn nữ mà cứ hay hỏi mình về cái trồn nó hú này mình nói là không chơi được anh em ạ nhá mình sẽ ăn uh, non lật bài anh em ạ ăn lật bài vài ván là mình cũng sẽ chạy thôi anh em ạ rồi ok mình chứng ca nhá rồi ăn non vài ván là cũng sẽ chạy thôi anh em ạ mình nói cho anh em nhiều rồi đấy siêu xe mày hôm nay nó bịt thật anh em ạ cho nên là anh em chơi đánh phải bình tĩnh nha hết sức bình tĩnh và lưu ý đấy anh em ạ chữ thua là mất tiền nhiều, nhiều lắm anh em ạ một hai một hai một hai xong mình vào tìm xong mình cứ bị run nhỉ nó bị thì chả run anh em ạ à. thôi vẫn phải cược anh em ạ à. tiệm tại mình không cược thì anh em cứ nói cho mình là mình chỉ lừa anh em chơi thôi chứ anh em mình có chơi đâu đi mẹ anh em ạ hay chưa mẹ thật chắc thế mà nó thua được anh em nhỉ mình sẽ nạp mà... Chán nhé. Chán thật nhỉ. Thôi mình sẽ nạp bốn nhỏ để gỡ xem nào. Chán lắm anh em ạ. À. Ok nhé. Anh em chờ nhá. Mình sẽ nạp à... mình sẽ nạp ít thôi anh em ạ. À. Ok nhé. Ok anh em nhá. Rồi, tiền đã vào rồi rồi um... Ui cứ quyết định làm gì? Mình có rảnh đâu. Rồi. À, mình sẽ à... lại lại làm thôi nhưng mà mà mình sợ vào quá nhỉ lại vào thôi anh em ạ kiếm tiền mà anh em mà phải liều nhưng mà liều mình có ăn anh em nhá rồi mình sẽ lật bài vài vàng anh em ạ mình nói trước cho anh em là những người anh em mà cứ mình không dạy mình đang làm video hay là mình đang bận thì cứ alo cho mình là anh ơi em thua quá ơi anh em thua thì đúng rồi mình thua anh em có cho mình đâu mình nói như này chắc là nhiều người sẽ rất là ghép mình nhưng mà ghép là à, anh em thôi chứ mình nói thẳng mình nói thẳng luôn là mình cũng như anh em thôi mà thua than thì ai mà chọn thua anh em mà... ạ quan trọng ấy chúng ta mà có một khoản tiền lớn thì chúng ta ném nặt một khoản tiền nó vừa phải vào chơi thua anh em nhá không nên nặt quá nhiều anh em ạ ok anh em ơi mai nha May mà mình vẫn thắng nhưng mà chứ mình thua là giá đạo mẹ anh em nha chán nhỉ mình có ném gửi hết không nhỉ gửi hết nhá rồi vào nhỏ thôi anh em ạ ván này mà nếu mà không ăn mình vẫn nghỉ anh em ạ mình muốn nghỉ nhưng mà ai không mình muốn nghỉ anh em nhá sợ mà anh em mà có ai mà không sợ đâu em game nó không chắc chắn thì ai mà chả sợ anh em nhá ok anh em ơi mai nhỉ đi một bước nữa là toàn đời luôn anh em nhá rồi nghỉ luôn anh em ạ à. rồi dòng cái gì nghỉ luôn nhá